Con nhà giàu. Sao trống đánh 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy thằng Dũng ra nhỉ? Chắc cô giáo còn đang dặn dò em vội gì. À kia rồi. Con chào ba mẹ. Sao hôm nay ra muộn thế? Con bị cô giáo phạt hay sao mà mặt xị ra thế? Kìa em, con nó vừa học xong, chắc mệt nên thế, em cứ nặng lời vậy. Sao mẹ hỏi không trả lời? Tí về, mẹ mua cái hộp bút khác cho con nhé. Sao? Lại hỏng à? Hộp bút hôm qua mẹ vừa mua cơ mà. Không ạ, vừa nãy con làm hỏng hộp bút của bạn Hùng. Con đưa hộp bút của con cho bạn ấy rồi. Trời ạ, cái hộp bút mẹ mới mua cho con là hộp bút ngoại đấy, đắt lắm. Cái thằng Hùng lớp con, mẹ còn lạ gì, nhà nó nghèo rớt, hộp bút của nó cũng chỉ là hộp bút điểu thôi. Nó khôn lỗi mới bắt đền hộp bút của con cho nó đấy. Kìa em, sao lại nói với con như thế? Nó làm hỏng hộp bút của bạn, đền là đúng rồi, em thật là. Nhưng cái hộp bút ấy đắt tiền lắm, đền sao được. Đi, vào đây, phải đòi lại cái hộp bút ấy nghe chưa. Hùng ơi, con chờ mẹ lâu không? Không ạ. Mẹ ơi, con có hộp bút đẹp chưa? Hộp bút ở đâu đấy con? Hôm nay bạn Dũng làm méo hộp bút của con nên bạn ấy đền cho con hộp bút của bạn ấy. Đâu? Có thấy thằng Hùng đâu không? Cái kìa mẹ, cả mẹ bạn ấy nữa. Tốt quá, có mẹ nó ở đây. Nhân tiện bảo mẹ nó dạy lại nó. Nghèo thì chịu, còn ham của nhà giàu. Đi, khoan đã. Sao bạn Dũng lại làm méo hộp bút của con? Con để trên bàn, chẳng may bạn Dũng chạy qua ngã vào nên hộp bị méo mẹ ạ. À, thế là bạn chẳng may thôi. Bạn không cố tình làm thế, con không nên lấy hộp bút mới của bạn. Ngày mai con lên mang hộp bút trả lại cho bạn nha. Nhưng chiếc hộp bút này đẹp và còn rất mới. Từ trước tới nay con chưa bao giờ có cái hộp bút xịn như thế này cả. Như thế con càng không nên lấy của bạn. Chắc hộp bút bạn mới mua, còn hộp bút của con thì đã cũ rồi. Nếu con học giỏi, mẹ sẽ thưởng cho con được không? Thật không mẹ? Quan hô mẹ. Mẹ ơi, có đòi hộp bút nữa không mẹ? Ờ, em thấy chưa, đâu phải ai cũng như em nghĩ đâu. Em... Ơ, à, bạn Dũng kìa mẹ. Mẹ ơi, đây là bạn Dũng, cả bố mẹ bạn ấy nữa. Cháu chào hai bác ạ. Chào anh chị. Vâng, chào chị. Chị cũng đến đón cháu à? May quá, gặp anh chị ở đây. Kìa con, mau trả lại hộp bút cho bạn đi. Trả hộp bút cho cậu này, mẹ tới nói như thế là không tốt. Thôi, chào anh chị nhé, tôi đưa cháu về kẻo muộn. Vâng, chào chị. Nghèo mà bày đặt sĩ diện. Em thật là, người ta không trả thì em chửi, giờ trả thì em lại bảo sĩ diện. Như thế nào mới vừa lòng em chứ? Sao anh lại to tiếng với em thế? Lại còn không à, người ta nghèo thật, nhưng biết cách dạy dỗ con cái. Còn em thì sao? Thằng Dũng còn nhỏ, nó nên được học những điều tốt đẹp chứ không phải những thứ mà em nói. Anh sợ em sẽ làm hư con mất, em nên xem lại cách dạy con của mình đi. Ờ, kìa. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rời xa, da láng mịn. Bài học về lòng trung thực. Cho tôi hai vé, một người lớn và trẻ em. Con hãy đọc cho bố nghe tấm biển này viết gì. Thời gian câu cá bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều ạ. Tốt lắm. Bây giờ là 13 giờ 30 phút, vậy là bố con mình có 2 giờ 30 phút để câu cá. Đúng rồi con trai, con giỏi lắm. Con hãy ngồi ở tư thế thoải mái nhất nhé. Vâng ạ. Đã 30 phút rồi, sao vẫn không thấy con cá nào cắn câu ba nhỉ? Đừng sốt ruột, câu cá là phải kiên nhẫn con ạ. Ba ơi, đã 3 giờ rưỡi chiều rồi mà vẫn không thấy con cá nào cắn câu là sao? Hay là mọi câu của ba con mình không ngon hả ba?
Không phải vậy đâu con, chưa đến lúc thôi. Kiên trì ngồi yên đi con. Ba, chắc hôm nay ba con mình về không rồi. Sắp hết giờ câu rồi mà chưa có nào cắn câu hết. Chịu khó ngồi đến hết giờ xem sao con trai. Ba ơi, cá cắn câu rồi. Giật lên nhanh đi con trai. Nặng lắm, chắc là cá to lắm đấy. Ba giúp con với. Yeah, con cá to quá. Tony, xem mấy giờ rồi con? 4 giờ 10 phút rồi ba ạ. Con yêu, con nhìn đồng hồ xem, bây giờ đã là 4 giờ 12 rồi. Theo quy định, chỉ có thể được câu đến 4 giờ là phải dừng lại. Vì thế chúng ta nhất định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi. Thế nhưng lúc mà chúng ta câu được vẫn còn chưa đến 4 giờ mà ba. Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về nhà mà. Quy định chỉ có thể câu đến 4 giờ, chúng ta không thể vi phạm quy định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4 giờ đi nữa, thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4 giờ rồi. Cho nên bắt buộc phải thả nó đi. Ba ơi, đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần đầu tiên con câu được con cá to như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy. Ba cho con mang nó về được không ba? Không thể, vì không có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con đừng quên rằng, mọi chúng ta đang làm gì, có một vị thần đang nhìn. Và thần biết hết chúng ta làm những gì. Văn phòng luật sư Sọt Hamilton đây rồi. Vâng, như vậy nhé. Bà cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi mang đến cho tôi. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Chào luật sư. Xin mời người tiếp theo. Xin chào luật sư. Tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi bị người hàng xóm chiếm mất một phần đất của nhà tôi. Tôi muốn kiện ông ta. Thưa ông, trước khi chúng ta bắt đầu vụ kiện này, tôi phải nói với ông điều này. Đó là nếu như tôi phát hiện ra ông có che giấu tình tiết vụ án hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức từ chối biện hộ cho ông. Tôi không có cách nào giúp giải oan cho người không thành thật, bởi vì như vậy là vi phạm nguyên tắc lương tri của tôi. Tôi sẽ trả giá cao cho ông mà. Tôi sẽ không quan tâm đến giá cả, nếu như thân chủ của tôi không cam kết những lời khai của họ hoàn toàn trung thực. Tôi muốn có thời gian chuẩn bị kỹ hơn về vụ kiện này. Tôi xin phép về. Xin mời người tiếp theo. Đó là câu chuyện thật của vị luật sư nổi tiếng người Mỹ George Hamilton. Bây giờ là 4 giờ 12 phút rồi. Chính câu nói nghiêm khắc của một người cha đã tạo nên một vị luật sư của chính nghĩa. Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật. Cái giá của lòng ghen tị. Còn sớm đã phải dậy rồi. Rõ là chào anh chia. Hôm nay anh dậy sớm thế. Ông chủ dậy sớm thì tôi cũng theo thôi. Thôi tôi đi đây. Quẩy chào nhé. Ổ khóa sướng thật. Ngủ lúc nào thì ngủ, không ai làm phiền cả. Chả bù cho mình, ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm, rồi cả ngày lẻo đẻo theo chủ đi khắp mọi nơi, mãi khuya mới được về. Được nghỉ ngơi một chút cũng khó. Đúng là càng quan trọng thì càng vất vả mà. Tranh thủ ngủ lấy một giấc vậy, đêm qua ngủ thiếu giấc mệt quá. Nguy hiểm. Anh không sao chứ? May quá, tài liệu bên trong vẫn không sao. Hả? Chìa khóa nhà bị cong rồi, thế này phải đem sửa thôi.
chìa khóa của anh sửa xong rồi. Cảm ơn anh. Đau quá. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này. Hả? Sao lại thế này? Nhanh lên, sao lâu thế? Chịu thôi, ổ khóa này làm sao ấy? Tưởng đơn giản mà không tài nào mở được. Hả? Bao nhiêu công chuẩn bị lại công cốc vì cái khóa này. Vậy thôi. Thế là thoát một vụ trộm. Thật là may vì mình đã chọn đúng loại khóa đặc biệt. Ổ khóa này bày tuyệt vời lắm. Mới có thế mà ổ khóa đã được ông chủ khen rồi. Mình cả ngày đau đớn, mệt mỏi như vậy thì lại chẳng được quan tâm chút nào. Thật là bất công quá. Ước gì mình cũng được sống an nhàn, sung sướng như ổ khóa. À ha, phải rồi. Ủa, cái chìa khóa đâu mất rồi? Mình vẫn để ở đây cơ mà. Alo, anh lại giúp tôi với. Vậy là hôm nay được nghỉ ngơi rồi. Hả, chuyện gì vậy? Ủa, thì ra mày ở đây sao? Giờ thì mày còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thế là thế nào? Sao ông chủ lại ném tôi đi? Tại anh cả đấy. Tại anh đột nhiên biến mất, làm ông chủ không khóa được cửa, nên thuê người đến phá tôi. Và thay vào một ổ khóa mới. Tôi vô dụng rồi, thì anh cũng vậy thôi. Thật, thật sao? Tôi thật không ngờ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Tình bạn của trâu và bò. Sao mình không lợp cả hai chuồng bằng mái rơm cho mát? Có một ít rơm, không đủ lợp cả hai chuồng, nên thôi đành lợp một chuồng bằng rơm, một chuồng bằng tấm lợp. Trâu phải đi cày nhiều sẽ nóng, thôi thì cho trâu vào chuồng mái rơm cho mát, bò vào chuồng tấm lợp. Rõ ràng chuồng mái rơm mát hơn, mình phải tìm cách vào chuồng lợp mái rơm mới được. Bác trâu ơi, da tôi hay bị nóng, bác đổi cho tôi sang chuồng mái rơm được không? Dù sao cũng hàng xóm với nhau, bác ưu tiên tôi với. Vâng, thay bác cứ vào chuồng mái rơm đi, tôi sang chuồng bên kia cũng được. Mình ơi, xã vừa thông báo, gây go quá, bão sắp về tới nơi rồi, cứ tưởng tuần sau bão mới về cơ mà. Gấp rồi, xã mình rơi vào trung tâm bão, bão lớn lắm, đề nghị mọi người phải sơ tán khỏi địa phương. Phải sơ tán mấy ngày hả mình? Sơ tán 3 ngày là bão tan thôi. Thế còn trâu với bò nhà mình? Làm sao mà mang trâu với bò theo được? Tôi đã lấy đủ cỏ, để sẵn ở hai chuồng rồi, không lo đâu. Thế nhưng mà chuồng lợp bằng rơm hơi yếu, e rằng bão sẽ thổi bay mất máy. Hơn nữa chuồng nằm phía ngoài, không biết là có chịu được bão không. Mình sợ nó sập à. Nhưng giờ cũng biết làm thế nào đâu. Thôi, nhanh nhanh mà chạy đi kẻo không kịp. Trời ơi, chuồng mái rơm của mình có thể bị sập sao? Bác trâu ơi, tôi thấy mấy bữa nay bác bận đi cày nhiều cũng vất vả. Thôi đổi cho bác sang chuồng mái rơm cho mát. Tôi chịu nóng quen rồi. Thôi tôi nhường bác bên chuồng đó. Tôi không sao đâu. Thôi mà, tôi tranh cái chuồng mát của bác tôi áy náy lắm. Thôi bác đổi lại cho tôi yên lòng. Vâng, thế thôi tôi sang cũng được. Lúc nào bác nóng quá thì cứ nói tôi đổi lại cho nhé. Bà buộc chuồng thật chắc vào, chứ không bảo to sợ trâu bò sống chuồng chạy đi mất. Tôi biết rồi, nhanh tay lên mà còn đi kẻo bảo về. Ủa, bảo về sao? Mình đã ở trong chuồng chắc chắn rồi, nên cứ yên tâm thôi.
Nước ở đâu thế này? Trời ơi, lũ về rồi sao? Lũ về, trời ơi, làm sao bây giờ? Thế này thì tôi chết mất thôi. Phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Bác Trâu ơi, cứu tôi với. Bác Trâu ơi, cứu tôi với. Trời ơi, bác bò đang bị nhốt trong chuồng. Nước mà dâng cao nữa thì chết mất thôi. Bác bò, bác cứ yên tâm, tôi sẽ giúp bác ra khỏi chuồng. Bác Trâu, vì cứu tôi mà bác bị thương kìa. Cứu được bác là tốt lắm rồi. Bị thương có chút xíu nhầm nhò gì. Tôi cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu không có bác thì chắc tôi chết. Hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là đương nhiên rồi. Bác đừng khách sáo. Đáng xấu hổ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không màng đến tình nghĩa. Mình phải thay đổi để xứng đáng với một bác hàng xóm tốt bụng như bác Trâu. Điều kỳ diệu của cuộc sống. Cô thông báo với cả lớp, ngày mai chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa. Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cả lớp sẽ vào rừng khám phá cảnh vật thiên nhiên. Sau đó, mỗi bạn sẽ viết một bài cảm nhận thật hay về chuyến đi và nộp lại cho cô nhé. Vâng ạ. Thưa cô, thế bạn Phương có đi cùng chúng ta không ạ? Phương, chỉ ít hôm nữa là em sẽ được chuyển sang trường khác rồi. Em có muốn đi dã ngoại với cả lớp không? Đường rừng rất khó đi. Em có muốn nghỉ ngơi ở nhà cũng không sao. Cô sẽ miễn bài cho em. Thưa cô, em rất muốn trước khi chuyển sang học ở trường đặc biệt, được đi chơi cùng với các bạn lớp mình một lần nữa. Cô cho em đi nha. Em sẽ nhờ anh trai em đưa đi, để không làm phiền mọi người ạ. Thôi được. Vậy ngày mai cả lớp sẽ cùng đi nhé. Cứ tưởng trong rừng có gì hay, hóa ra chẳng có gì ngoài mấy cái cây gỗ to. Ừ nhỉ, tớ cứ tưởng cảnh vật trong rừng phải đẹp như trong truyện cổ tích ấy chứ. Thế này thì có gì mà viết bài thu hoạch nhỉ? Ê, các cậu nhìn kìa. Cái Phương ngốc nhỉ, cô giáo cho nghỉ ở nhà mà còn không thích. Đi vào rừng, mình còn chẳng thấy gì đẹp thì Phương sao thấy được gì mà làm bài chứ. Mình mà như Phương, mình sẽ ở nhà cho khỏe. Các em không đi khám phá xung quanh hay sao? Cô ơi, chúng em đi mãi mỏi chân quá, nên đứng nghỉ chút xíu ạ. Các em nghỉ một lát rồi qua đằng kia nghe bác quản lý khu rừng giới thiệu về thế giới động vật thực vật ở đây nhé. Dạ. Em sao thế Phương? Anh có nghe tiếng gì không? Có tiếng chim non ríu rít quanh đây. Ồ, đúng là có một tổ chim. Chim mẹ đang mớm mò cho chim non. Anh để em ngồi yên một lát nhé. Anh đi ngắm cảnh rừng đi. Để em ngồi một mình anh không yên tâm. Anh sẽ ở lại cùng em. Em sẽ ngồi yên ở đây. Anh cứ đi tận hưởng cảnh rừng, rồi lát quay lại đón em cũng được mà. Em không sao đâu. Thôi được, anh sẽ đi quanh đây, đừng có đi lung tung đấy nhé. Ôi chao, không gian mới tuyệt làm sao. Cô đã chấm điểm bài thu hoạch sau chuyến đi dã ngoại của các em. Kết quả khiến cô rất thất vọng. Phần lớn các em đều viết rất hời hợt, như thể chưa từng vào rừng vậy. Mai, em có thể cho cô biết lý do tại sao không? Dạ, thưa cô, sự thật là em và các bạn đều không thấy rừng có gì thú vị đáng nhớ cả. Đúng đấy ạ, vào rừng chán lắm cô ơi. Cô không nghĩ như vậy, vì trong lớp ta có một bài viết rất xuất sắc về buổi dã ngoại. Là ai thế nhỉ? Đó là bài viết của Phương. Phương, cô nghĩ em nên chia sẻ cảm nghĩ của mình cho các bạn cùng nghe. Thưa cô, mắt em ngày càng kém đi. Giờ em không còn nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thường nữa. Vì vậy, em đã tập cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan mà mình có.
em cảm nhận được những tia nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá và nghe được tiếng cựa mình của những nụ hoa đang chờ được bung nở, tiếng chim hót trên cành cây và cả mùi thơm của rừng cũng là những điều thật tuyệt vời. Đối với em, mỗi phút giây trong đời đều thật sự quý giá. Vì vậy, em không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Tốt lắm, em ngồi xuống đi. Phương, em đã không chỉ cảm nhận sự sống xung quanh mình bằng các giác quan mà còn bằng cả trái tim mình. Hãy nhìn và cảm nhận mọi thứ thật kỹ để cuộc sống của chúng ta luôn ngập tràn những niềm vui và mới lạ. Các em nhé! Vâng ạ! Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!